Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 92. Chương 911, Hội nghị Tổng bộ lần thứ nhất 2. Bản thân hắn cũng có tình huống này, tình cảm dần dần mất đi, một số tâm trạng cũng đang từ từ biến mất, mà đây là hắn trở thành người ngự quỷ mới có khoảng nửa năm. Nếu như những người ngự quỷ đó sống được 1-2 năm, vậy thì chịu ảnh hưởng khẳng định lớn hơn mình rất nhiều. Điều này không thể chống lại được. Hơn nữa không ai có thể giải quyết được vấn đề này. Đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi trước đã, đợi lát nữa sẽ có thông báo hội nghị. Lưu Tiểu Vũ nói, Dương Gian gật gật đầu. Phòng nghỉ là riêng biệt nên không có người khác, hơn nữa bố trí khá ấm áp, có phòng ngủ và phòng khách. Trong phòng khách bày sẵn các loại hoa quả đủ sắc màu, còn có một ít đồ ăn vặt, máy tính để lên mạng chơi game. Thậm chí đều đã chuẩn bị một ít đồ chơi trẻ con, có thể nói căn phòng nghỉ nhỏ bé này có thể đáp ứng đủ mọi yêu cầu của một người. Nếu ở trong này tùy tiện tìm một việc gì đó để làm đều có thể giết thời gian, không đến mức ngồi không cực kỳ nhàm chán. Dương Gian đã xem qua một số quyển sách về mặt tâm lý, hình như có nói màu sắc sặc sỡ và cách bày biện ngăn nắp có thể đem đến tâm trạng vui vẻ cho con người. Cũng có nghĩa là chỉ một căn phòng nghỉ đơn giản, đằng sau nó có thể chứa đựng tâm huyết của các nhân viên trên mọi phương diện như chuyên gia thiết kế nội thất hay nhà tâm lý học, vân vân, chứ không phải chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Còn cân nhắc đến một số người ngự quỷ có thể mắc hội chứng sợ không gian hẹp, Lưu Tiểu Vũ phụ trách tiếp đón không hề rời khỏi, mà ngồi xuống ghế sofa tiếp chuyện với Dương Gian để đợi đến thời gian họp. Nhân viên trực điện thoại là người quen thuộc nhất của người ngự quỷ ở tổng bộ, làm như vậy có thể khiến người ta cảm thấy tin tưởng và thả lỏng, không đến nỗi căng thẳng quá mức. Có thể nói, sự tiếp đón của tổng bộ đã cân nhắc mọi phương diện, đặc biệt là cực kỳ xem trọng trạng thái tinh thần của một người ngự quỷ. Hội nghị lần này là do Tào Diên Hoa hay Vương Tiểu Minh phụ trách. Dương Gian cầm lấy một túi quả hạch trên bàn, vừa ăn vừa hỏi. Đương nhiên là hội nghị do đích thân phó bộ trưởng mở, Lưu Tiểu Vũ nói. Dương Gian hỏi tiếp, kế hoạch đội trưởng có trong nội dung hội nghị lần này không? Không rõ nữa, kế hoạch đội trưởng là cơ mật, ta không có quyền được biết. Lưu Tiểu Vũ nói, nội dung thảo luận chủ yếu lần này chắc là những việc tiếp sau của sự kiện quỷ sai. Quyển này là gì đây? Dương Gian đột nhiên phát hiện trên bàn có đặt một quyển sách, rất dày dặn như một quyển sách ảnh vậy. Sổ ghi chép sự kiện linh dị trọng đại, ngươi có thể xem thử, tìm hiểu nhiều hơn một chút. Lưu Tiểu Vũ nói, có lẽ sẽ có thứ mà ngươi thấy hứng thú. Dương Gian lật ra một trang, bên trên có viết sự kiện đoàn tàu U Linh. Bên dưới là một tấm ảnh, nội dung tấm ảnh là một đoàn tàu cũ kỹ đang đi xuyên trong thành phố, người dân gần đó sinh ra nỗi sợ hãi. Nơi xảy ra, châu Âu. Cấp bậc sự kiện, chưa rõ. Lật tiếp mấy trang nữa, Dương Gian nhìn thấy một sự kiện cấp S, sự kiện giếng quỷ ở đảo quốc, hay còn gọi là sự kiện miếu quỷ. Cấp bậc, cấp S, chưa giải quyết. Trong ảnh là một ngôi miếu bị một tầng khói mù xám xịt bao phủ, lúc ẩn lúc hiện, quỷ dị khủng bố. Tiếp tục lật xem, Dương Gian còn nhìn thấy sự kiện quỷ chết đói ở thành phố Đại Sương cũng được ghi chép lại. Hình ảnh đi kèm là một thành phố bị quỷ vực màu xanh đen bao phủ. Điểm khác nhau chính là ghi chép sự kiện bên trên hiển thị đã giải quyết. Những sự kiện này đều là cơ mật nhỉ, cứ để ở đây cho người khác mở ra xem sao. Dương Gian vừa xem vừa hỏi. Lưu Tiểu Vũ trả lời, sự kiện lớn không có cách nào che giấu, các nước đều có ghi chép cả. Chia sẻ báo cáo và tin tức giúp ích cho việc giải quyết sự kiện, hơn nữa đã từng có một người ngự quỷ đề xuất một. Lời bàn rất đặc biệt, hắn cho rằng sự kiện linh dị đều có tính liên hệ, không phải là một sự kiện đơn lẻ bùng phát ngẫu nhiên. Nghĩa là gì? Dương Gian hỏi. Nghĩa là, hai sự kiện linh dị xảy ra ở hai địa điểm khác nhau, có lẽ là do một con quỷ gây nên. Lưu Tiểu Vũ nói. Dương Gian nghe nàng nói như vậy, khẽ chớp mắt, không đừng được nghĩ đến giả thiết quỷ ghép hình, sự kiện quỷ hồ. Vô tình lật ra sổ ghi chép sự kiện linh dị trong tay, hắn nhìn thấy một sự kiện linh dị chưa rõ cấp bậc. Hình ảnh đính kèm là do flycam chụp được từ trên không, là một cái hồ. Hồ không lớn, nhưng đen thẫm như mực, bình lặng đến đáng sợ, lộ ra sự tàn ác không nói rõ được. Sự kiện này trong nước sao? Dương Gian nhìn thấy địa điểm. Có điều nhìn vào cái hồ này,
Dương Gian nhớ đến Lâm Sơn trước đó đã chết do ác quỷ thức tỉnh ở khách sạn Bình An. Con quỷ trong cơ thể hắn cũng liên quan đến nước. Nếu như có biệt hiệu, nhất định là quỷ nước. Dương Gian lật xem không ít sự kiện, nhìn thấy mà phát hoảng, không tính đến sự kiện nước ngoài, chỉ riêng trong nước thôi đã rất nhiều, mà ở phần bình luận đều là chưa rõ. Đều là những sự khủng bố không dám đào sâu tìm hiểu. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 912, Nguy cơ của Lưu Tiểu Vũ 1. Trong phòng nghỉ, Dương Gian ngồi trên ghế, vừa thưởng thức đồ ăn vặt ngon lành, vừa cẩn thận lật xem quyển sổ ghi chép sự kiện linh dị trong tay. Sự kiện linh dị được ghi chép trên đó đều là những sự kiện đặc biệt do tổng bộ sắp xếp ra, không phải ảnh hưởng trọng đại, thì là thần bí chưa rõ, phần lớn đều là những sự kiện chưa được giải quyết. Những sự kiện này đều cực kỳ được xem trọng, Dương Gian cảm thấy cần thiết phải xem xét cẩn thận, để tránh ngày nào đó gặp phải mà không biết một chút gì. Trong việc xử lý sự kiện linh dị, thông tin tình báo hết, sức quan trọng, cùng một sự kiện linh dị, người ngự quỷ có tình báo khi xử lý có thể nói là thành thục điêu luyện. Còn người ngự quỷ không có tình báo thì đi bước nào hay bước đấy, cẩn thận nghiêm ngặt, chỉ sợ đưa ra một quyết định sai lầm thì sẽ dẫn đến cái chết. Tuy rằng những sự kiện trong sổ ghi chép này không tiết lộ nhiều tình báo, nhưng ít nhất cho ngươi một lời cảnh cáo, để ngươi đừng sinh ra những phán đoán sai lầm cơ bản. Lưu Tiểu Vũ ngồi bên cạnh lúc này yên tĩnh nghiêm túc một cách hiếm có. Nàng ngồi trên ghế sofa cực kỳ kiên nhẫn đợi cuộc họp bắt đầu, không hề mất bình tĩnh chút nào. Giờ là thời gian làm việc, Lưu Tiểu Vũ phải lên tinh thần làm tốt công việc của mình. Nhưng chính lúc này nàng đột nhiên móc ra một cái điện thoại, đây là điện thoại dùng trong công việc. Chỉ hạn chế sử dụng trong phạm vi nội bộ, thường dùng để liên lạc với cấp trên cấp dưới và cả trao đổi giữa đồng nghiệp với nhau. Một dòng tin nhắn khiến Lưu Tiểu Vũ chớp mắt mấy lần, thần sắc bắt đầu có chút cổ quái. Đây là tin nhắn của đồng nghiệp, bên trên viết rằng, mau đến giúp ta. Tìm mình giúp đỡ cũng không xem thử đây là lúc này, sắp bắt đầu họp đến nơi rồi. Lưu Tiểu Vũ ngẫm nghĩ một chút, không biết có nên đi hay không. Cuối cùng nàng xem qua đồng hồ, thời gian đến hội nghị vẫn còn hơn nửa tiếng nữa, chắc là đủ. Tiếp đó, Lưu Tiểu Vũ đứng dậy nói, Dương Gian, ta có thể ra ngoài một chút không? Dương Gian lúc này đang xem sách khẽ ngẩng đầu lên rồi nói, ngươi muốn ra ngoài còn cần xin chỉ thị của ta sao? Ngươi cũng đâu thuộc quyền quản lý của ta, vậy ngươi không được phép tố giác lên cấp trên. Lưu Tiểu Vũ lộ ra một nụ cười mỉm tinh nghịch, nếu như bị người ta phát hiện ta lười biếng vào lúc này thì thảm rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhàm chán đến mức đi tố giác ngươi hả? Bà chị, ta rất bận đấy, mấy ngày này ngươi cũng thấy mà. Dương Gian nhìn nàng nói, ngươi nói gì cơ? Sao chớp mắt mà ta đã thành bà chị rồi? Đôi mắt to tròn long lanh của Lưu Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào Dương Gian rồi hỏi. Quả nhiên, điểm chú ý của con gái thật khác người. Dương Gian nói, có những người bề ngoài nhỏ nhắn dễ thương, thực tế bản chất đã là bà chị, hơn nữa còn không chịu thừa nhận, chẳng lẽ ngươi ít tuổi hơn ta à? Ta mới 20. Lưu Tiểu Vũ muốn phản bác lại theo bản năng, nhưng ngay lập tức nàng nhớ đến tư liệu hồ sơ của Dương Gian. Thằng cha này là một học sinh cấp 3 hẳn hoi, năm nay mới 18 tuổi, nếu so sánh về tuổi tác thì nàng chẳng có một chút phần thắng nào. Đáng đời ngươi không có bạn gái. Trong lòng Lưu Tiểu Vũ thầm oán trách, nhưng trên miệng vẫn nói, không thèm để ý ngươi nữa, ta đi đây. Ngươi đừng có chạy lung tung, chuốc thêm phiền phức cho ta, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu họp rồi, ta đi một chút rồi về ngay. Dương Gian không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục xem quyển sổ ghi chép sự kiện linh dị trong tay. Lưu Tiểu Vũ cảm thấy chắc sẽ không có vấn đề gì, lập tức rời khỏi phòng nghỉ. Vừa đi, nàng vừa nhắn tin hỏi, ngươi đang ở đâu? Phòng nghỉ số 12. Tin nhắn gửi đi một lúc sau mới được trả lời. Lưu Tiểu Vũ không nhắn lại, bởi vì phòng nghỉ số 12 rất gần nơi này, đi qua một lối đi là đến. Nhưng nàng cảm thấy hơi lạ, theo lý mà nói công việc lúc này đều không bận rộn, hẳn không có chuyện gì cần giúp đỡ mới đúng. Nhưng nếu đã mở miệng rồi, nàng cũng không tiện từ chối. Rất nhanh, Lưu Tiểu Vũ đến trước cửa phòng nghỉ số 12, sau đó gõ cửa. Người ra mở cửa không phải là đồng nghiệp của nàng, mà là một người đàn ông. Người đàn ông này ước chừng hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn, để tóc ngắn,
dưới cằm râu ria lún phún, lúc nhìn thấy Lưu Tiểu Vũ thì không đừng được mà nhếch mép cười một cái. Cả người toát ra một sự nguy hiểm quái dị, giống như một con quỷ đội lốt người vậy, khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía, có một sự thôi thúc không chờ đợi được muốn rời khỏi đây, cực kỳ nguy hiểm. Đây là ấn tượng đầu tiên của đại đa số những người gặp được người đàn ông này. Vào đi. Người đàn ông sau khi mở cửa thì quay người đi vào phòng nghỉ. Sắc mặt Lưu Tiểu Vũ căng cứng, bước vào bên trong với một chút căng thẳng, nàng rất ít khi tiếp xúc với người ngự quỷ khác, thường ngày chỉ phụ trách một mình Dương Gian. Thật ngại quá, ta là nhân viên trực tổng đài Lưu Tiểu Vũ, ta đến tìm đồng nghiệp, chắc nàng đang ở trong này nhỉ? Có, đương nhiên có, nàng ở bên trong đó, có chuyện gì ngươi vào trong tìm nàng đi. Người đàn ông này chỉ phòng ngủ bên trong, sơ sơ hàm râu dưới cằm, cười rồi nói. Lưu Tiểu Vũ có chút nghi hoặc đi vào phòng ngủ. Nhưng khi nàng đi vào cửa phòng ngủ lập tức trợn tròn mắt, có vẻ hết sức ngạc nhiên. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 913, Nguy cơ của Lưu Tiểu Vũ 2. Trong phòng ngủ, đồng nghiệp mà nàng quen biết lúc này đang đứng bên cạnh giường, hai mắt mơ màng, gương mặt tê dại đang cởi quần áo, thậm chí đến quần áo lót cũng cởi nốt, lộ ra thân hình trắng nõn. Lưu Tiểu Vũ lập tức đỏ bừng mặt. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ đồng nghiệp của mình có quan hệ yêu đương với người này? Trước giờ mình chưa từng nghe thấy chuyện này mà, không ngờ sắp họp rồi mà vẫn có tâm trạng này, thường ngày đúng là không nhìn ra được. Nhưng lúc nàng chú ý đến ánh mắt ngây ngốc và biểu cảm mê muội của đồng nghiệp, trong lòng bắt đầu nổi lên một sự bất an không nói rõ được. Không ổn rồi, nàng ta bị quỷ ảnh hưởng rồi. Trong đầu Lưu Tiểu Vũ nghĩ đến một thông tin mấu chốt gì đó, lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó cầm lấy ngay điện thoại trong tay chuẩn bị gửi đi tín hiệu cầu cứu. Bởi vì nếu suy đoán của bản thân là chính xác, vậy thì tình thế hiện tại của nàng sẽ cực kỳ tồi tệ. Nhưng một giây sau, người đàn ông đó đột nhiên đi tới đằng sau Lưu Tiểu Vũ rồi một tay tóm gọn cổ tay nàng. Thả ta ra. Lưu Tiểu Vũ ra sức vùng vẫy, sắc mặt đã hơi hoảng loạn. Người đàn ông đằng sau không thả tay ra, mà cướp lấy điện thoại trong tay nàng, ngăn cản nàng tiếp tục gửi đi tin nhắn cầu cứu. Vốn dĩ chỉ muốn tìm một cô gái phát tiết một chút, không ngờ nhân viên trực điện thoại này của ta không chịu. Một lời không vừa ý đã muốn gửi đi tín hiệu cầu cứu giống như ngươi vậy. Có điều nàng ta không được may mắn lắm, không gửi đúng đối tượng, mà gửi cho ngươi. Nếu ngươi đã đến đây rồi, vậy thì cùng ở lại tiếp ta đi, vẫn còn nửa tiếng nữa mới họp, mọi người cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Nụ cười trên gương mặt người đàn ông dần dần biến mất, hắn tóm lấy cổ tay Lưu Tiểu Vũ rồi đẩy thẳng một phát. Dáng vẻ yếu ớt này của Lưu Tiểu Vũ làm sao mà phản kháng được, cứ như vậy mà bị đẩy thẳng vào trong phòng ngủ, ngồi sụp xuống đất. Lúc này nàng trừng mắt giận dữ nhìn hắn rồi nói, Cao Chí Cường, ngươi dám làm trò này ở tổng bộ, ngươi không sợ chết sao? Lưu Tiểu Vũ nhớ lại tư liệu hồ sơ của người này, hắn tên là Cao Chí Cường, biệt hiệu quỷ lừa đảo, bởi vì con quỷ được khống chế cực kỳ đặc biệt, cho nên đặc cách gọi đến thành phố Đại Kinh. Cô bé, giỡn gì chứ, chết à, ngươi cảm thấy loại người như chúng ta còn sợ chết hay sao? Cao Chí Cường cười nói, hơn nữa ta cũng không làm chuyện gì quá đáng, chẳng phải chỉ ngủ cùng các ngươi một lần thôi sao. Mà các ngươi cũng cam tâm tình nguyện, đều là cuộc sống riêng tư cá nhân, tổng bộ cũng không có quyền can dự chứ nhỉ. Phi, cái gì mà cam tâm tình nguyện, ta khuyên ngươi nên dừng tay tại đây, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Lưu Tiểu Vũ vừa kinh ngạc vừa tức giận, nàng không ngờ được tên Cao Chí Cường này dám to gan như vậy, còn vươn vòi vào tận tổng bộ. Tuy rằng trước đó nàng đã nghe đồng nghiệp nói đến đời sống, riêng tư của tên Cao Chí Cường này rất loạn, nhưng không ngờ được lại to gan lớn mật đến mức này. Ta nói ngươi cam tâm tình nguyện, thì ngươi chính là cam tâm tình nguyện, ta có thể lừa được cả quỷ, vậy các ngươi cảm thấy bản thân mình có thể phản kháng sao? Cao Chí Cường cười cợt nói, đừng thấy hiện giờ ngươi ra sức kháng cự, đợi lát nữa ta đảm bảo ngươi sẽ chủ động hơn bất cứ ai. Hơn nữa ngươi sẽ còn ghi nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra hết sức rõ ràng, chẳng qua đợi đến lúc ngươi phát giác ra mọi chuyện không ổn thì đã là 10 ngày sau rồi. 10 ngày sau hội nghị đều đã kết thúc, nói không chừng ta cũng rời khỏi thành phố Đại Kinh này rồi, các ngươi cũng không thể vì hối hận đã ngủ với ta một lần mà gây rắc rối cho ta nhỉ.
Như vậy đồn ra ngoài ảnh hưởng không tốt đâu, tổng bộ càng không thể vì chuyện này mà xử phạt ta, ngươi yên tâm đi, chúng ta chỉ chơi đùa mà thôi. Ta sẽ không làm tổn thương các ngươi dù chỉ một chút, trước giờ ta vẫn luôn rất dịu dàng đối với phụ nữ, đặc biệt là loại non nớt như ngươi. Nói xong, ánh mắt hắn nóng bỏng quét qua gương mặt đáng yêu của Lưu Tiểu Vũ. Ngươi là thằng điên biến thái. Lưu Tiểu Vũ lúc này cảm nhận được một sự ớn lạnh và sợ hãi. Cái tên Cao Chí Cường này quả nhiên đã sử dụng năng lực của quỷ ảnh hưởng lên đồng nghiệp, nếu không sao nàng có thể đứng giữa phòng chủ động cởi quần áo ra chứ. Mà hiện giờ, hắn cũng muốn ảnh hưởng đến nàng. Nếu như bản thân thật sự bị quỷ ảnh hưởng, vậy Lưu Tiểu Vũ không chút nghi ngờ những lời tên Cao Chí Cường vừa nói kia sẽ trở thành sự thực, bản thân nàng chút nữa thật sự sẽ cực kỳ chủ động. Hơn nữa đợi đến lúc phát giác ra được điều bất thường thì đã là rất nhiều ngày sau đó rồi. Điều này không liên quan gì đến ý nguyện của một người, năng lực của quỷ đối với con người mà nói chính là không thể phá giải như vậy. Giờ ngươi chửi mắng ta càng hung dữ, đợi lát nữa, kêu sẽ càng dễ nghe, ta nghĩ một chút, lát nữa bảo ngươi gọi ta là gì nhỉ? Chồng yêu à? Hay là anh trai yêu dấu? Nụ cười của Cao Chí Cường lộ ra, nụ cười giả tạo đó khiến cho người ta sởn cả gai ốc, toàn thân lạnh toát. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 914, Nguy cơ của Lưu Tiểu Vũ 3. Lưu Tiểu Vũ không thể chấp nhận chuyện như vậy xảy ra, nàng vô cùng sợ hãi, nhân lúc tên Cao Chí Cường này đang nói chuyện thì đứng phắt dậy, lập tức lao ra ngoài phòng ngủ, rồi hét lên kêu cứu, cứu với. Nhưng lời vẫn chưa ra khỏi miệng, nàng vẫn chỉ đứng dậy tiến lên phía trước một bước, cả người đã cứng ngắc tại chỗ. Thần thái trong mắt nàng dần dần biến mất, ánh mắt trở nên trì trệ, vẻ mặt hoảng sợ cũng nhanh chóng bình phục, trở nên tê liệt y hệt như đồng nghiệp đứng bên cạnh vậy. Giờ thì ngoan ngoãn đóng cửa phòng lại, rồi lên giường nằm cho ta. Cao Chí Cường nói với giọng ra lệnh, khóe miệng còn mang theo nụ cười đùa bỡn. Lưu Tiểu Vũ không nói lời nào, không hề phản kháng, thật sự làm như lời hắn nói, đóng cửa phòng, sau đó đi đến bên giường rồi nằm xuống. Ngươi cũng đi. Cao Chí Cường tiếp tục chỉ vào nữ đồng nghiệp kia. Người đó cũng mơ màng làm theo. Cao Chí Cường nhìn đồng hồ, ánh mắt khẽ chớp rồi nói, lần này chắc là không có ai đến làm phiền ta nữa nhỉ, vì dù sao tín hiệu đều bị chặn cả rồi. Đáng tiếc thời gian không dư giả cho lắm, bị lỡ dở một lúc chỉ còn có 20 phút, đợi lát nữa còn phải tham gia cuộc họp. À, nhân viên trực điện thoại này thường ngày giọng điệu lạnh lùng, nghe mà muốn bốc hỏa, hôm nay coi như rơi vào tay ta rồi, ta đợi ngày này lâu lắm rồi đấy. Hắn không chỉ đơn giản là thích chơi đùa với phụ nữ, mà nhiều hơn là xuất phát từ tâm lý báo thù. Hắn đã chịu đủ mọi thái độ thường ngày của nhân viên trực tổng đài này của mình rồi. Một người phụ nữ chẳng hiểu cái gì cả, mà dám chỉ huy người ngự quỷ của mình, dựa vào đâu chứ? Cho nên hôm nay Cao Chí Cường cảm thấy cần phải đòi lại hết. Còn về cô bé đến sau này, coi như hàng tặng kèm vậy. Đúng rồi, người đẹp nhỏ bé này tên là gì ấy nhỉ? Tự dưng quên mất rồi, vừa nãy còn nhớ mà. Cao Chí Cường ngồi lên mép giường, chuẩn bị cởi quần áo của Lưu Tiểu Vũ, nhưng ngập ngừng một lúc, dường như đang nhớ lại tên của nàng. Không có tên có vẻ xa lạ quá, giống như người lạ ấy. Lưu Tiểu Vũ, nàng tên Lưu Tiểu Vũ. Một giọng nói nhắc nhở hắn. Ồ, đúng, 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 là Lưu Tiểu Vũ. Cao Chí Cường cười cười, không định lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị ra tay với Lưu Tiểu Vũ. Người đẹp đáng yêu thuần khiết thế này không hay gặp, xứng đáng bỏ nhiều tâm tư vào đó. Một giây sau, hắn phản ứng lại được, cơ thể cứng đờ, sau đó nhảy dựng lên trên giường giống như một cái lò xo vậy, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn về phía giọng nói vừa truyền tới đó. Ai? Lan ra đây cho ta. Ta là người cha đã thất lạc nhiều năm của ngươi, có lẽ ngươi không biết ta, nhưng điều này cũng không ngăn cản được lát nữa ngươi sẽ gọi ta một tiếng cha. Giọng nói đến từ một góc trong phòng. Cái góc đó hơi tăm tối, nhưng một giây sau bừng lên một vùng ánh sáng đỏ. Một người đột nhiên chậm chậm bước ra từ cái góc đó, mà vị trí chỗ đó căn bản không thể chứa nổi một người đứng vào. Người này giống như từ trong tường đi ra vậy, xuất hiện trước mặt người khác với một phương thức quái dị vô cùng không hợp với lẽ thường. Quỷ vực à! Cao Chí Cường nhìn thấy cảnh này thì con ngươi lập tức co rụt lại, ý thức được tình huống không ổn lắm. Người lợi hại ở tổng bộ rất nhiều, đặc biệt là lúc họp này,
có trời mới biết là thằng cha nào vô tình phát hiện ra chuyện của mình. Dương Gian xuất hiện trong lòng, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào Lưu Tiểu Vũ đang nằm trên giường, nhưng Lưu Tiểu Vũ lúc này thần sắc trì trệ, biểu cảm tê liệt, giống như một con búp bê hình người vậy, mặc cho người ta sắp đặt, không có một chút năng lực tự chủ nào. Còn về người phụ nữ bên cạnh, hắn trực tiếp bỏ qua. Một người không quen biết thì Dương Gian không bằng lòng để ý cho lắm. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Cao Chí Cường đang cau mày, cảnh giác hỏi. Hắn không quen biết Dương Gian, có thể trước đây từng xem qua hồ sơ của Dương Gian, nhưng không thể nhận ra ngay lập tức. Ta là ai không phải vừa nãy đã nói ngươi nghe rồi sao, còn về tại sao ở đây? Con người ta có một thói quen không hay ho lắm, đó chính là có thêm nhiều mắt thì thích nhìn ngó lung tung. Vừa nãy ta phát hiện ra có người sử dụng năng lực ác quỷ, cho nên mới tò mò ngó qua một chút, không ngờ nhìn thấy được một cảnh tượng vô cùng kích thích thế này, chẳng qua ngươi làm thế này có phải hơi quá đáng chút không nhỉ? Dương Gian thu hồi ánh mắt, nhìn vào hắn rồi hỏi. Cao Chí Cường vứt lại hai người phụ nữ trên giường, sau đó nói, chỉ chơi đùa một chút mà thôi, chuyện này chắc không liên quan gì đến anh bạn nhỉ. Nếu như ngươi có hứng thú thì ta không ngại nhường một người cho ngươi, yên tâm đi, bọn họ sẽ không để ý đâu, nhưng mà chuyện này coi như chưa từng nhìn thấy, thế nào? Ta cũng không muốn chuốc thêm phiền phức. Dương Gian không nói gì, nhưng con mắt quỷ đỏ tươi trên trán vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người này. Giết chết hắn ở tổng bộ, chắc không có ảnh hưởng gì chứ. Trong đầu Dương Gian đang tính toán chuyện này, chứ không phải đang cân nhắc thông đồng làm bậy với Cao Chí Cường. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 915, Bệnh đa nghi 1. Rầm, một âm thanh cực lớn vang lên, một người bay ra từ phòng nghỉ số 12, người này đâm thủng cả cửa lớn phòng nghỉ, lăn lộn tận mấy vòng dưới đất, cuối cùng đụng vào một bức tường mới dừng lại. Cơ thể Cao Chí Cường phơi bày ra một tư thế quỷ dị biến dạng gấp khúc, xương lồng ngực lõm xuống thành một khúc lớn, trong mũi miệng toàn là máu tươi. Sắc mặt hắn có hơi vặn vẹo, đau đớn đến mức khiến hắn gần như ngất đi. Nhưng một loại sức mạnh quỷ dị nào đó trong cơ thể đang duy trì sinh mạng của hắn, khiến hắn không đến nỗi phải chết do vết thương quá nặng. Chuyện gì vậy? Động tĩnh cực lớn thu hút sự chú ý của những nhân viên khác ở gần đó. Rất nhanh, tiếng còi báo động được kéo vang trong khu vực nghỉ ngơi. Không phải ngươi thích chơi đùa sao? Chơi với phụ nữ thì có gì vui, không bằng giờ chơi với ta một chút. Những thứ có thể chơi giữa hai người đàn ông với nhau còn nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều, đảm bảo sẽ không làm ngươi thất vọng. Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên, Dương Gian từng bước ra khỏi phòng nghỉ. Ngươi cũng là một thằng điên. Sắc mặt của Cao Chí Cường đã hơi dữ tợn, vì mấy người bình thường không liên quan mà ra tay với ta, có đáng không? Đối với loại người như chúng ta mà nói, đừng nói là bắt nạt mấy người phụ nữ, cho dù là giết chết vài người cũng sẽ không có chút gánh nặng tâm lý nào. Ta vốn định nói chuyện hẳn hoi với ngươi, mọi người coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, ngươi đừng có được nước làm tới. Cao Chí Cường nằm trên đất, cơ thể đang không ngừng vặn vẹo, vết thương mà trước đó bị Dương Gian đá một phát giờ đang hồi phục với một phương thức không thể nào tin nổi. Xương cốt bị đứt gãy sau khi vặn vẹo một lúc thì ghép nối lại với nhau, máu tươi đầm đìa, mặt cũng từ từ biến mất trong tầm mắt với một cách thức mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Chỗ ngực bị lõm xuống giờ giống như bóng bay vậy, được thổi lên một lần nữa. Chỉ vỏn vẹn trong mười mấy giây mà cơ thể hắn đã khôi phục được trạng thái trước đó. Loại tình huống này không chỉ đơn giản là hồi phục vết thương, mà giống như cả cơ thể đều khôi phục được dáng vẻ khỏe mạnh, không hề sứt mẻ gì như một phút trước. Đây rõ ràng giống như một con quỷ đang cài đặt lại vậy. Dương Gian nhìn thấy cảnh này thì hơi cau mày, quả nhiên, người này hôm nay có thể tham gia hội nghị của tổng bộ là có nguyên nhân cả. Từ một điểm trước mắt này có thể nhìn ra được, người này đích thực rất đặc biệt. Thủ đoạn thông thường không đánh chết được ngươi phải không? Xem ra thử một số thứ kích thích hơn mới được, ví dụ như tháo gỡ các chi trên người ngươi, xác chết của ngươi còn có thể sống lại lần nữa không? Nếu như không ngại, ta muốn thử một chút. Con ngươi của Cao Chí Cường khẽ co rút. Thằng cha này thật sự định đối đầu với mình đến cùng sao? Ngươi phải làm cho rõ, chỗ này là tổng bộ, nếu chúng ta đánh nhau ở đây mang đến bao nhiêu rắc rối trong lòng ngươi chắc chắn biết, sắp sửa họp rồi. Sự việc ầm ĩ lên thì ngươi không thu dọn nổi đâu,
Hơn nữa ngươi cứ liên tục sử dụng năng lực của ác quỷ hết lần này đến lần khác không sợ chết do ác quỷ thức tỉnh sao? Có lẽ trước lúc giết chết ta ngươi đã không thể chống đỡ được rồi. Cao Chí Cường đứng dậy, sắc mặt hắn hết sức âm trầm, nhưng không muốn đánh nhau với người này ở đây. Sự tranh đấu giữa người ngự quỷ với nhau bất luận thắng thua thế nào đều không có ích gì với đối phương, huống hồ chuyện vừa nãy của hắn nếu lọt ra ngoài cũng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như có thể, hắn muốn hòa giải tại đây, cho dù là bị thằng cha này đạp cho một phát. Ngăn chặn tổn thất quan trọng hơn chút giận nhiều. Là một người đã từng xử lý sự kiện linh dị, hơn nữa còn sống sót đến tận giờ, lý trí của Cao Chí Cường vẫn phải có. Ngươi thông minh hơn ta tưởng, còn biết tình thế bất lợi đối với mình, nếu đã không phải là người không có đầu óc, sao còn làm ra chuyện mất não thế này? Dương Gian nhìn hắn hỏi, chỉ vì một người phụ nữ à? Đây là chuyện riêng của ta, không liên quan gì đến ngươi. Cao Chí Cường lúc này có một loại cảm giác rất không ổn. Cái người trước, mặt này vô cùng nguy hiểm, hắn có dự cảm nếu như thật sự tiếp tục đấu với tên này ở đây, người cuối cùng phải chết nhất định sẽ là hắn. Dương Gian nói, không liên quan đến ta à? Lưu Tiểu Vũ vừa nãy đó là nhân viên trực điện thoại của ta, ngươi lừa nàng từ trong phòng nghỉ của ta ra ngoài. Còn sử dụng năng lực ác quỷ ảnh hưởng đến nàng, ngươi cảm thấy chuyện nãy sẽ không liên quan đến ta sao? Hôm nay ngươi ảnh hưởng đến nàng, thậm chí khống chế hành vi của nàng, sau này ngươi bảo ta làm sao tin tưởng nhân viên trực điện thoại của mình nữa. Nàng ta có bởi vì ngươi mà bẫy ta một phát trong sự kiện linh dị nào đó không? Cho nên ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đổi một nhân viên trực điện thoại khác, hoặc là giết ngươi. Rất không may, ta chọn phương án thứ hai, bởi vì cái này an toàn hơn. Ngươi có thể ra tay với nhân viên này của ta, thì rất có thể xe xuống tay với người thứ hai, đều là người bình thường cả, đổi thành ai cũng không đáng để tin tưởng. Cao Chí Cường nghe những lời này lập tức toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 916, Bệnh Đa Nghi 2. Giờ hắn đã hiểu tại sao thằng cha này chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cứ bám dính hắn không buông rồi. Không phải bởi vì hắn định chơi đùa hai người phụ nữ này, cũng không phải thấy chuyện bất bình chẳng tha, mà bởi vì năng lực của bản thân hắn ảnh hưởng đến nhân viên trực tổng đài của thằng cha này, dẫn đến việc hắn ta phát giác được nguy hiểm. Cho dù bản thân Cao Chí Cường không định lợi dụng nhân viên trực tổng đài của Dương Gian để làm gì với hắn, nhưng thằng cha này không hề nghĩ như vậy. Đây là một chứng bệnh về tâm lý, nói đơn giản hơn một chút chính là bệnh đa nghi nặng. Điều này không hề hiếm gặp trong những người ngự quỷ, bởi vì người xử lý nhiều sự kiện linh dị khó tránh sẽ đa nghi. Nghi ngờ có thứ gì đó sẽ lén lút giết chết mình. Dùng ngôn ngữ mạng thì chính là luôn có điều dân muốn hại trẫm. Đây là hiểu lầm, ta có thể giải thích, ta không hề có ý muốn nhắm vào ngươi. Cao Chí Cường lập tức nói, Dương Gian không nhìn hắn mà nhìn sang mấy phòng nghỉ bên cạnh. Ngay lúc này, trước cửa tận mấy phòng nghỉ gần đó đều đã đứng đầy người, ai ai cũng khí tức quỷ dị, sắc mặt những người này không giống nhau nhưng đều nhìn sang bên này. Hiển nhiên là bị tiếng còi cảnh báo trước đó làm kinh động, lần lượt đi ra ngoài. Trong mấy người này có vài người khá quen mặt, có một số thì cực kỳ lạ lẫm. Ta đưa ra lý do rồi, các ngươi không định ngăn cản ta đấy chứ? Dương Gian nói. Mấy lời vừa nãy của hắn không phải nói với Cao Chí Cường, mà là nói với những người ngự quỷ khác. Dương Gian, ta từng nghe đến ngươi, nhưng ngươi vừa đến tổng bộ đã giết hại đồng liêu, vậy thì khó ăn nói lắm. Một người ngự quỷ không quen biết đứng cạnh cửa phòng nghỉ nói với sắc mặt bình tĩnh, nếu có thể thì dừng tay được rồi. Cho tổng bộ chút thể diện, sắp họp đến nơi rồi, lúc này mà làm ầm ĩ thì ảnh hưởng sẽ khá lớn. Lý do rất đầy đủ, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không can thiệp đâu. Cũng có người mỉm cười nói, nhưng những người khác có lo chuyện bao đồng không thì ta không biết. Ta khuyên ngươi nên giết tên Cao Chí Cường này đi, hôm nay hắn dám chơi nhân viên trực điện thoại của ngươi. Ngày nào đó chưa biết chừng sẽ dám xử cả bà xã ngươi, tên cha nam này chết là đáng đời. Một người ngự quỷ nữ lạ mặt tán đồng nói, nhưng nếu muốn ra tay thì phải nhanh lên, còi báo động đã vang lên được một phút rồi, một số người chắc sắp đến đấy. Người xem náo nhiệt không hề có ý định tham gia vào chuyện của Dương Gian và Cao Chí Cường. Rất đơn giản, cái giá khi tham dự vào là rất lớn. Cao Chí Cường rất đặc biệt, vô cùng quan trọng đối với tổng bộ, nhưng Dương Gian là ai chứ?
gần đây giới, người ngự quỷ nổi lên một con hắc mã, một người giải quyết được sự kiện linh dị cấp S của thành phố Đại Dương. Nghe nói hai ngày trước còn sống sót trong sự kiện linh dị mang biệt hiệu quỷ sai, đồng thời cứu được không ít người ra. Quan trọng nhất là, tên Dương Gian này rất thần bí. Đã tiếp xúc rất nhiều lần với Vương Tiểu Minh, không hề có sự giúp đỡ của tổng bộ mà hình như đã khống chế được hơn hai con quỷ. Đây là một dị loại đặc biệt trong người ngự quỷ. Nếu so sánh tính quan trọng, Dương Gian hiển nhiên vượt xa Cao Chí Cường. Ngươi nghe rồi đấy. Dương Gian lúc này mới quay đầu nhìn sang Cao Chí Cường. Dương Gian, thằng cha này tên Dương Gian, là tên cảnh sát hình sự biệt hiệu quỷ nhãn đó sao? Sau khi Cao Chí Cường biết được thân phận của Dương Gian thì cả người sộc lên một cảm giác ớn lạnh. Hắn tin rằng thằng cha này thật sự dám ra tay. Bởi vì thằng cha này lúc ở thành phố Đại Dương đã giết chết em trai của Vương Tiểu Minh, tổng bộ đều không ngăn cản được, cho nên hắn thật sự dám ra tay giết người. Chạy! Ngay lúc này, Cao Chí Cường không hề có chút do dự nào, quay người bỏ đi. Không cần thật sự bỏ chạy, chỉ cần kéo dài một chút thời gian, đợi người của tổng bộ đuổi kịp đến là được, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người ngăn cản Dương Gian. Vì dù sao tổng bộ không thiếu nhân vật lợi hại, chạy rồi sao? Có người nhìn thấy Cao Chí Cường hoảng loạn bỏ chạy thì cười rộ lên. Thằng cha này ngoài mặt là một dáng vẻ biến thái hung ác, thật không ngờ khi đối diện với Dương Gian còn ít tuổi này thì dũng khí kháng cự chính diện cũng không có, quay người đã bỏ chạy rồi. Cũng chỉ có bản lĩnh bắt nạt người bình thường, gặp phải nhân vật mạnh mẽ thật sự thì hèn nhát, nhưng ta cũng rất hứng thú, hắn có thể thoát khỏi bàn tay của cảnh sát hình sự quỷ nhãn không? Có người cười lạnh một tiếng, tiếp theo đó có chút mong đợi kết quả sau đó. Nếu giết tên Cao Chí Cường này, vậy Dương Gian là người được. Chọn cho kế hoạch đội trưởng chỉ sợ sẽ bị ảnh hưởng đôi chút, nói không chừng còn vì việc này mà rớt khỏi danh sách. Cũng có người đã bắt đầu cân nhắc chuyện sau này. Cao Chí Cường lao đi suốt cả đoạn đường, chạy qua trước mặt từng căn phòng nghỉ số 10, số 9. Mỗi người ngự quỷ đứng trước quỷ đều là dáng vẻ bàng quan lạnh lùng, không có ai định giơ tay ra giúp đỡ. Có lẽ hắn quen biết một số người trong đó, có thể tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng Dương Gian đang đứng nhìn ngay phía sau. Tuy rằng Dương Gian là người mới, nhưng người mới này tài năng được bộc lộ quá rõ ràng, đáng để tất cả mọi người phải kiêng dè. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 917, Thật giả 1. Cái gì? Có người làm loạn ở khu nghỉ ngơi sao? Sau khi còi báo động vang lên, tình hình ở khu nghỉ ngơi rất nhanh đã được truyền đến chỗ tổng bộ, sau đó nhân viên cũng nhanh chóng báo cáo lên, cuối cùng sau khoảng 3 phút. Với cương vị Phó Bộ trưởng Tào Diên Hoa đã nhận được một thông tin như vậy, ngay lập tức, đang ngồi trong phòng làm việc mà hắn phải đứng bật dậy ngay. Hiện giờ vào ở trong khu nghỉ ngơi của tổng bộ đều là những người ghê gớm. Một lứa người ngự quỷ đẳng cấp nhất của bên phía châu Á này, những người được chọn cho kế hoạch đội trưởng, còn có một số dị loại năng lực đặc biệt. Bất cứ tình huống phát sinh đột ngột nào đều gây ra ảnh hưởng cực kỳ lớn. Tình huống cụ thể là như thế nào, điều tra rõ ràng chưa? Tào Diên Hoa vội vội vàng vàng hỏi. Nhân viên báo cáo với hắn, hiện giờ vẫn chưa rõ lắm, nhưng xem hình ảnh của camera giám sát chắc là phòng nghỉ số 12. Biệt hiệu quỷ lừa đảo là vị trí của Cao Chí Cường xảy ra vấn đề, có thể là xung đột cá nhân dẫn đến ẩu đả. Nói đơn giản chính là có người đang đánh nhau à? Tào Diên Hoa nghe xong lập tức cau mày. Chuyện đánh nhau này nói lớn không? Lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như là người bình thường khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như liên quan đến người ngự quỷ thì chuyện đánh nhau này sẽ khác. Thẩm Lương đâu? Hắn không đi xử lý sao? Tào Diên Hoa hỏi tiếp. Đội trưởng Thẩm đã qua đó rồi, nhưng chuyện này chỉ sợ đội trưởng Thẩm rất khó xử lý, năng lực của đội trưởng Thẩm có hạn chỉ sợ khó mà xử lý tốt được. Nhân viên cẩn thận khuyên, Tào Diên Hoa chống nạnh đã hơi tức giận nói, đều là người ngự quỷ, có chút năng lực đặc biệt đôi bên đều không ai phục ai. Nói một câu không vừa ý là xảy ra xung đột rồi đòi đánh nhau, có thể đánh nhau bừa bãi vậy sao, bất kể ai thắng ai thua đều là thiệt hại của tổng bộ. Có người nói rất đúng, những thanh niên có vấn đề này thiếu một người có thể trấn áp được cục diện để quản lý bọn họ, nếu không tên nào cũng coi trời bằng vung cả rồi. Những người bình thường như chúng ta không thể quản nổi, đi, thông báo chuyện này cho ông Tần, để ông ấy đi một chuyến.
diệt trừ nhuệ khí của mấy người này trước đã, giờ đã dám đánh nhau ở tổng bộ, sau này trở thành đội trưởng rồi còn không phản nữa sao? Được, được rồi, phó bộ trưởng, ta sẽ đi thông báo cho ông Tần ngay. Nhân viên vội vàng nói. Đợi sau khi nhân viên đó rời đi, Tào Diên Hoa gọi một người nữa đến nói, chuẩn bị mở cuộc họp sớm, thông báo cho giáo sư Vương để bên phía hắn chuẩn bị sẵn. Mở cuộc họp sớm là muốn nói chuyện lần này ngay trong hội nghị, tránh đến lúc đó xảy ra thêm chuyện gì nữa. Mà ngay giờ phút này, trước phòng nghỉ số 12 ở khu nghỉ ngơi, Dương Gian thân hình thẳng tắp đứng trước một cánh cửa đã vỡ nát, ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn theo Cao Chí Cường đang vội vã trốn chạy ở phía trước. Cao Chí Cường hiển nhiên không phải là loại người ngự quỷ sở hữu quỷ vực, chỉ dựa vào phương thức thông thường để lao về phía trước. Tốc độ không được tính là nhanh, nếu như muốn đuổi theo hắn lập tức có thể theo kịp. Nhưng Dương Gian không hề làm vậy, chỉ để mặc Cao Chí Cường biến mất khỏi tầm mắt mình. Có chuyện gì vậy? Cứ như thế để Cao Chí Cường chạy mất à? Dương Gian không định ra tay sao? Hay là nói lúc nãy chỉ hù dọa vậy thôi, xong rồi dừng tay lại? Có người nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi nảy sinh nhiều nghi vấn. Trước đó là dáng vẻ phải xuống tay thật nặng, lúc này sao không có chút động tĩnh gì hết vậy? Chẳng lẽ Dương Gian sử dụng quỷ vực? Không, ta không hề cảm nhận được sự bất thường do quỷ vực bao trùm mà. Cứ để xem sao đã. Không ít người xem náo nhiệt đều trầm mặc không nói, bọn họ phát hiện trận tranh đấu này không tiến triển như trong dự liệu của họ. Cao Chí Cường đã chạy, mà Dương Gian cứ đứng yên đó không hề nhúc nhích. Bầu không khí có chút gượng gạo, người không biết còn cho rằng Dương Gian đã hèn nhát rồi. Nhưng phán đoán của số đông vẫn cực kỳ nhạy bén, đó chính là Dương Gian có thể đã ra tay rồi, chẳng qua phương thức ra tay không giống như người bình thường, một người chạy một người đuổi. Quỷ lừa đảo sao? Một năng lực rất đặc biệt. Ánh mắt Dương Gian khẽ chớp. Hai con mắt của hắn đích thực đã nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt lo sợ bỏ chạy về phía trước của Cao Chí Cường, đồng thời giờ cũng đã chạy ra khỏi phạm vi tầm mắt của bản thân. Nhưng con mắt quỷ trên trán hắn thì không hề nhìn thấy Cao Chí Cường chạy lên phía trước. Tầm mắt của quỷ nhãn là một thế giới bị ánh sáng đỏ bao trùm, trong thế giới này không hề có bóng dáng của Cao Chí Cường. Cũng có nghĩa là Cao Chí Cường đang bỏ chạy đằng trước căn bản là giả, đôi mắt đã bị lừa dối. Nhưng tên Cao Chí Cường đang bỏ chạy này không phải là ảo giác, ngoại trừ ta ra những người khác đều nhìn thấy hắn đang chạy, thậm chí không ít người còn tin chắc Cao Chí Cường đã chạy mất rồi. Cũng có nghĩa những người khác căn bản không hề nghi ngờ tên Cao Chí Cường này là giả, trong mắt bọn họ Cao Chí Cường chính là thật. Ánh mắt, Dương Gian khẽ chớp, loại năng lực này đích thực rất quỷ dị. Trong những người có mặt ở đây khẳng định đều là người ngự quỷ hàng đầu, đến bọn họ đều không thể phân biệt được thật giả, nghĩ thôi cũng biết năng lực của quỷ lừa đảo này hoàn hảo đến mức nào. Nhưng mà, loại năng lực này của hắn dường như bị quỷ nhãn của ta khắc chế. Dương Gian chậm rãi quay người đi, con mắt quỷ trên trán quét qua những nơi khác. Nếu như Cao Chí Cường giả đã bỏ chạy, vậy thì người thật nhất định đang ở gần đây. Hiện giờ, phải tìm cho ra hắn. Không có sao. Sau khi quỷ nhãn của hắn đảo qua một vòng, vẫn không phát hiện được chân thân của Cao Chí Cường. Năng lực của một con mắt quỷ vẫn quá yếu sao? Dương Gian cảm thấy bản thân đã hơi coi thường người ngự quỷ của tổng bộ rồi, muốn dựa vào một con mắt quỷ mà hoàn toàn khắc chế được năng lực của người khác vẫn là quá ngây thơ. Giờ quỷ nhãn của ta chồng lên nhau, đến quan tài quỷ đều có thể xâm nhập ngược lại, ta không tin ngươi có thể ẩn nấp sâu như vậy. Nói rồi, hắn giơ bàn tay ra từ từ chắn ngay trán. Lòng bàn tay hướng ra ngoài, con mắt quỷ thứ hai đang chuyển động một cách dị thường trong lòng bàn tay, không yên phận mà đánh giá xung quanh. Đây là hai con mắt quỷ chồng lên nhau rồi. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 918, Thật giả 2. Ngay lúc này, tại vị trí chưa đến 3 mét ngay bên cạnh Dương Gian, Cao Chí Cường vẫn đứng dựa vào tường, khẽ thở phào một hơi. Hắn nhìn thấy những người khác đều đang nhìn về phía người già đó. Ngay cả Dương Gian cũng không ngoại lệ, điều này khiến hắn hiểu được năng lực của mình đã có tác dụng. Biệt hiệu của hắn là quỷ lừa đảo, không chỉ lừa người mà những thứ khác đều có thể lừa được giống như vậy. Vừa rồi Cao Chí Cường dùng năng lực của quỷ lừa gạt hết tầm mắt của mọi người để bọn họ cho rằng bản thân hắn đang bỏ trốn,
trên thực tế hắn vẫn ở nguyên tại chỗ. Chẳng qua tầm mắt bọn họ đều bị lừa gạt cả rồi, hiện giờ bản thân hắn chính là không khí, căn bản không nhìn thấy được. Không chỉ như vậy, Cao Chí Cường thậm chí có thể lừa gạt được cả con quỷ trong cơ thể mình, khiến con quỷ vốn đang không ngừng thức tỉnh cho rằng bản thân nó sẽ không thức tỉnh nữa. Cứ như vậy, hắn có thể không kiêng nể gì mà sử dụng năng lực của ác quỷ, ngoài cái này ra loại năng lực này thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thực tế. Ví dụ như vừa nãy hắn bị Dương Gian đá cho một phát suýt chết, sau đó Cao Chí Cường lừa gạt cơ thể này của hắn, để nó cho rằng cơ thể không hề bị thương. Vậy nên cơ thể đã hồi phục rồi. Cho nên, đừng thấy Cao Chí Cường chỉ khống chế một con quỷ, nhưng hắn chính là dị loại trong người ngự quỷ. Một người không lo lắng ác quỷ thức tỉnh, mà vẫn sở hữu được năng lực quỷ dị như vậy, tự nhiên giá trị sẽ cực kỳ cao. Cho dù tên quỷ nhãn Dương Gian này rất mạnh mẽ, nhưng năng lực tự bảo vệ của ta cũng không kém, muốn giết chết ta à, nằm mơ đi. Khóe miệng Cao Chí Cường nở ra nụ cười lạnh lùng. Hắn thừa nhận tên Dương Gian có lẽ vô cùng lợi hại, nhưng người ngự quỷ ở tổng bộ có tên nào là tay mơ đâu chứ, chẳng qua năng lực sở trường không giống nhau mà thôi. Trước tiên cứ cách xa hắn một chút, tìm nơi nào đó trốn đã, đợi thêm 10 phút nữa hội nghị bắt đầu thì không việc gì nữa rồi. Cao Chí Cường tự nhủ, chuẩn bị nhân lúc đám đông không phát hiện mà quay người rời đi. Năng lực ác quỷ của hắn có thể ảnh hưởng đến hiện thực, nhưng hiện thực này chỉ nhằm vào người bình thường, còn đối với người ngự quỷ thì ảnh hưởng này rất có hạn. Người giả rất nhanh sẽ bị phát hiện, cho nên hắn phải đi. Tuy nhiên ngay lúc Cao Chí Cường chuẩn bị lén lút bỏ đi, hắn đột nhiên phát hiện Dương Gian lúc này không những không đuổi theo cơ thể giả kia, mà ngược, lại đứng nguyên tại chỗ quay người nhìn ngó bốn phía. Tầm mắt hắn vô tình lướt qua Cao Chí Cường, khiến hắn ớn lạnh trong lòng. Thằng cha này là cái thứ quỷ quái gì thế? Hắn biết được kẻ vừa chạy đi là giả rồi sao? Không, điều này là không thể. Vừa nãy tầm mắt hắn rõ ràng đã bị dụ đi rồi, nhưng tại sao hắn không hề hành động? Mẹ kiếp, thằng cha này còn đặc biệt hơn cả trong tưởng tượng. Không dám lượn lờ thêm nữa, Cao Chí Cường lập tức đi ngay. Không có tiếng động, sẽ không có ai nghi ngờ. Ngươi muốn đi đâu? Cao Chí Cường. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Dương Gian vang lên. Bước chân Cao Chí Cường chợt cứng ngắc, theo bản năng quay đầu nhìn một cái. Hắn nhìn thấy một con mắt. Con mắt này nhìn chằm chằm vào hắn, không có bất cứ cảm xúc nào, lạnh lùng tê liệt, lộ ra một loại quỷ dị bất thường. Bản thân dường như đã bị ác quỷ dòm ngó, khiến lỗ chân lông người ta dựng đứng, trong lòng sợ sệt. Hắn nhìn thấy ta rồi sao? Trong lòng Cao Chí Cường chỉ có một suy nghĩ như vậy. Hai tầng quỷ vực có thể tìm được ngươi ngay, xem ra ngươi cũng không đặc biệt như trong tưởng tượng. Dương Gian lúc này bước từng bước lớn đi đến, hơi thở lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Trước người, một cái bóng đen cao lớn men theo mặt đất nhanh chóng gặm nhấm về phía Cao Chí Cường. Dương Gian, ngươi đừng có quá đáng, nếu thật sự phải liều ta cũng có thể gặm được một miếng thịt trên người ngươi xuống. Cao Chí Cường miệng hùng gan sứa gầm lên. Nếu làm được thì cứ thử thoải mái, quỷ ta còn đối phó được, chẳng lẽ không thể đối phó được với một người ngự quỷ như ngươi sao? Trong thời gian Dương Gian nói chuyện, quỷ bóng không đầu đã xâm nhập vào cơ thể Cao Chí Cường. Một sự lạnh lẽo khiến cho cơ thể Cao Chí Cường chớp mắt đã đông cứng. Nhưng cảnh tượng này trong mắt người khác lại biến thành Dương Gian đang nói chuyện với không khí. Cao Chí Cường bỏ chạy lúc nãy là giả sao? Tình huống này khiến không ít người ngay lập tức ý thức được chuyện gì đã xảy ra trước đó. Lúc này cơ thể Cao Chí Cường không chịu sự khống chế đang vặn vẹo, mà cùng lúc đang vặn vẹo đó, cơ thể của hắn bắt đầu bị tách rời các chi một cách quỷ dị. Hai chân giống như được gắn lên người đột nhiên đứt lìa ra, rơi xuống đất. Hai cánh tay cũng tự động rời khỏi cơ thể rồi rơi xuống. Sao lại như vậy? Cơ thể của Cao Chí Cường mất đi thăng bằng, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Tiếp đó khi hắn cúi đầu xuống nhìn cái bóng đen quỷ dị dưới chân, Cao Chí Cường mới hiểu đây chắc là năng lực con quỷ thứ hai của quỷ nhãn Dương Gian. Bản thân đã quá đề phòng con mắt quỷ kia cho nên đã bỏ qua những chi tiết khác. Cuối cùng, cái đầu của Cao Chí Cường cũng không chịu sự kiểm soát, rơi từ trên cổ xuống, rớt xuống đất một cách nặng nề. Hắn đã bị chia cắt hoàn toàn, nhưng Cao Chí Cường vẫn chưa chết, cái đầu còn sót lại đó chỉ đang mở to mắt nhìn Dương Gian với vẻ hoảng sợ. Bây giờ thử thêm lần nữa, để xem có thể cài đặt lại được không. Dương Gian bước tới, nhìn xuống cái đầu của Cao Chí Cường ở dưới đất.
Trong tình huống cơ thể bị quỷ bóng áp chế, hắn muốn xem thử Cao Chí Cường có thể tiếp tục sử dụng năng lực của con quỷ trong người không. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 919, Quỷ có thân phận con người 1. Cao Chí Cường thất bại rồi sao? Những người khác nhìn thấy trước mặt Dương Gian đột nhiên có thêm một xác chết đã được tách rời, trên xác chết không có máu tươi chảy ra. Chỉ có một cái bóng màu đen lạnh lẽo khủng bố bao phủ, cái bóng này không thuộc về Cao Chí Cường, cũng không thuộc về Dương Gian, giống như thuộc về người thứ ba nào đó không tồn tại. Là một thứ thừa ra thêm, một thứ quỷ dị không thể giải thích được. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một con quỷ. Chẳng qua hiện giờ cái bóng đen đó dường như đã bị điều khiển. Như, vậy xem ra đây chắc là con quỷ thứ hai mà Dương Gian khống chế rồi. Hồ sơ của quỷ nhãn Dương Gian không ít người đều đã xem qua, nhưng phần lớn mọi người đều biết con quỷ mà hắn khống chế là một con mắt, còn thông tin về con quỷ thứ hai thì không ai biết cả. Đây là thứ không được ghi chép trong hồ sơ. Nhìn qua thì quỷ bóng đó cũng rất nguy hiểm, dường như trong chớp mắt đã tách rời được cơ thể của Cao Chí Cường, hơn nữa còn có thể khiến Cao Chí Cường duy trì ý thức. Loại quỷ này là loại không thể tiếp xúc, một khi tiếp xúc rồi thì cho dù là cơ thể của người ngự quỷ cũng không chống đỡ nổi. Không ít người vừa chứng kiến vừa âm thầm phân tích trong lòng, một con quỷ rất nguy hiểm. Xem ra không chỉ quỷ nhãn của Dương Gian cần lưu ý, mà ngay cả cái bóng dưới chân hắn cũng phải cảnh giác. Nếu như bỏ qua mà bị cái bóng này xâm nhập vào, nói không chừng kết cục sẽ giống như Cao Chí Cường vậy. Có điều quỷ nhãn của Dương Gian có thể tự mang theo quỷ vực, phối hợp với quỷ bóng dưới chân đúng là có thể giải quyết phần lớn người ngự quỷ trong chớp mắt. Nếu như ta ra tay với Dương Gian thì tuyệt đối không được để hắn phản ứng lại trước. Bắt buộc phải đánh hắn không kịp trở tay mới được, hơn nữa còn phải một đòn kết liễu, không thể để hắn có thời gian phản ứng kịp. Cùng lúc với sự lưu ý, cũng có người tưởng tượng Dương Gian trở thành đối thủ của mình, nếu như bản thân phải đối diện thì nên ứng phó với nhân vật hàng đầu này như thế nào. Nhưng cũng có người cho rằng tên Cao Chí Cường này gà quá, nói gì thì nói cũng là người được tổng bộ đặc cách tuyển vào. Sao lúc đối diện với Dương Gian không những không thể chống cự, ngược lại cũng chẳng thể chạy thoát nổi. Lúc này, Dương Gian một chân đang đạp lên cái đầu vẫn còn sống của Cao Chí Cường đó, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nói. Xem ra ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi, nếu như chỉ có như vậy, hôm nay ngươi có thể chết ở đây được rồi, chỉ cần quỷ bóng của ta rút về, ngươi sẽ chết chắc. Cao Chí Cường sở dĩ chưa chết là bởi vì có sự tồn tại của quỷ bóng không đầu, không có năng lực của quỷ duy trì, con người sao có thể sống sót chỉ dựa vào một cái đầu chứ. Hắn càng không phải loại người ngự quỷ mà cơ thể không chết nổi như Vương Tiểu Cường hay Phùng Toàn, trước đó một phát đạp của Dương Gian suýt chút nữa đã đạp chết hắn. Cao Chí Cường lúc này mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, trong mắt hiện lên nỗi khiếp sợ cùng cực. Hắn thử lừa gạt bản thân, để cơ thể tự phục hồi, kết quả cơ thể vẫn không có chút thay đổi nào. Điều này có nghĩa con quỷ của hắn đã bị áp chế. Cái bóng đen dưới đất này không hề đơn giản như trong tưởng tượng, nhìn thì có vẻ rất bình thường, không có gì nguy hại. Trên thực tế đây là một con quỷ hết sức đáng sợ. Tách rời cơ thể chỉ là một năng lực nhỏ xíu không đáng được nhắc tới. Sự khủng khiếp thực sự của con quỷ này chắc là đoạt lấy cơ thể của con quỷ khác rồi dần trưởng thành. Cao Chí Cường cảm nhận được điểm này, bởi vì con quỷ trong cơ thể hắn có một cảm giác bị bóc tách ra, hơn nữa cảm giác này còn không thể phản kháng. Tên Dương Gian này tại sao có thể khống chế thứ khủng khiếp đến như vậy? Thâm tâm hắn hiện giờ có một loại tuyệt vọng, dường như đang đối diện với một sự kiện linh dị không thể phá giải vậy. Tuy nhiên dưới sự uy hiếp của cái chết này, trong góc sâu của sự tuyệt vọng đột nhiên dâng trào lên một sự điên cuồng dị thường. Nếu trước sau gì cũng đều là chết, không bằng liều mạng vậy. Nghĩ đến đây, sắc mặt Cao Chí Cường bắt đầu trở nên dữ tợn, gầm nhẹ, Dương Gian, là do ngươi ép ta vốn dĩ không muốn như vậy, nhưng ngươi đã không chịu cho ta cơ hội nào cả. Hơn nữa ta cũng không thù không oán gì với ngươi, chỉ vì một người phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ chẳng quan trọng gì với ngươi cả. Mọi người đều là người. Ngự quỷ, nếu thật sự liều mạng ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ngươi nói nhiều thứ thừa thãi như vậy, hôm nay chôn ngươi ở đây đi. Ánh mắt Dương Gian lập tức lạnh lẽo, dưới chân tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ, sau đó dùng lực đạp mạnh một cái. Một giây sau,
cái đầu của Cao Chí Cường đã không thấy đâu, trực tiếp biến mất trước mắt tất cả mọi người. Đây không phải là một cú đạp đơn thuần, mà là thông qua quỷ vực đạp cái đầu của Cao Chí Cường thẳng xuống chỗ sâu dưới lòng đất, chôn sâu ở chỗ mà phần lớn người ngự quỷ đều không có cách nào tiếp xúc tới được, trực tiếp ngăn cách khả năng những người khác có thể cứu viện Cao Chí Cường. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 920, Quỷ có thân phận con người 2. Loại thủ đoạn này lúc còn ở thành phố Đại Xương Dương Gian đã sớm sử dụng cực kỳ thành thục rồi. Cái khác không dám nói, riêng sự vận dụng quỷ vực, những người khác tuyệt đối không có cách nào so sánh được với hắn. Vì dù sao con quỷ thứ nhất mà Dương Gian khống chế chính là quỷ nhãn có khả năng mở ra quỷ vực. Như vậy là đã đánh xong rồi sao? Nhìn thấy cái đầu của Cao Chí Cường biến mất, những người ngự quỷ khác không nhịn được mà cảm thấy hơi nhạt nhẽo. Quá đơn giản rồi, rõ ràng là đơn phương bị ngược đãi, còn cho rằng Cao Chí Cường có bản lĩnh gì đặc biệt vẫn chưa được dùng đến chứ. Giờ xem ra là nghĩ quá nhiều rồi. Dương Gian, ta phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải hôm nay ngươi ép ta, ta cũng không có cách nào hạ quyết tâm đi tới bước đường này nhanh đến vậy. Tuy nhiên một giây sau, giọng nói của Cao Chí Cường vang lên lần nữa, lần này ngữ khí của hắn lạnh giá tê liệt, có một kiểu cứng ngắc như robot vậy, giống như một xác chết lạnh giá. Giọng nói này giờ xuất hiện đằng sau Dương Gian, khiến người ta không nhịn được mà nghi ngờ có một con quỷ thật sự đang thầm thì sau lưng mình. Vẫn chưa chết sao? Dương Gian không quay đầu lại, nhưng sau gáy đã có một con mắt quỷ đang quan sát. Tuy nhiên trong tầm mắt của quỷ nhãn không hề có bóng dáng của Cao Chí Cường. Hai tầng quỷ vực cũng không thấy được Cao Chí Cường à. Nhưng Dương Gian có thể nghe thấy giọng nói của Cao Chí Cường vang lên bên tai mình, hơn nữa rất gần, dường như hắn đang nằm áp trên vai Dương Gian vậy. Hiện giờ ngươi cảm thấy còn có thể giết chết ta được không? Trước đây ta vẫn luôn có một suy nghĩ rất táo bạo, nếu như ta tự lừa chính bản thân mình, khiến bản thân cho rằng mình là quỷ, để quỷ cho rằng nó là ta, vậy thì kết quả sẽ thế nào? Giọng nói không chút cảm xúc của Cao Chí Cường tiếp tục vang lên bên tai Dương Gian. Dương Gian nghe thấy hắn nói câu này sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó bình tĩnh quay người đối diện với không khí không tồn tại mà nói. Có lẽ ngươi sẽ chết bởi ác quỷ thức tỉnh, hoặc có lẽ sẽ có một kết quả giống như kỳ tích. Quỷ biến thành ngươi, ngươi biến thành quỷ, ngươi có thể trở thành một sự quỷ dị có một không hai, sở hữu tư tưởng của con người, thân phận của quỷ. Dựa theo cách nói của Cao Chí Cường, chỉ cần hắn lừa gạt thành công, con quỷ đó sẽ thay thế hắn, trở thành Cao Chí Cường mới. Nhưng hắn không thể biến thành quỷ, cho nên Cao Chí Cường thật sự đã chết, Cao Chí Cường còn sống sót là quỷ. Thế nhưng quỷ cho rằng bản thân nó là Cao Chí Cường. Ngươi nói không sai, cho nên kỳ tích đã xảy ra. Giọng nói của Cao Chí Cường vang vọng trong hành lang, khiến những người ngự quỷ khác lập tức có cảm giác sờn cả gai ốc. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi không khó để lý giải. Cao Chí Cường tự giết chính bản thân mình để con quỷ thay thế thân phận của hắn. Cao Chí Cường hiện giờ đã không còn là người nữa, cũng không phải là người ngự quỷ mà là một con quỷ thật sự. Nhưng bởi vì năng lực của quỷ nên con quỷ này cho rằng bản thân nó là Cao Chí Cường. Sao? Đây rõ ràng là quá điên rồ, chủ động để quỷ thay thế bản thân mình, điều này có khác gì với tự sát đâu. Chả trách Cao Chí Cường vẫn luôn không làm như vậy. Nếu không phải gặp được người hung hãn như Dương Gian nhất định đòi giết chết hắn, chỉ sợ bây giờ Cao Chí Cường đều sẽ không đi đến bước này. Kỳ tích sao? Dương Gian cười lạnh lùng, ngươi để quỷ thay thế bản thân, tuy rằng nhìn thì giống như đã thành công hoàn thành một chuyện không thể nào làm được. Để ngươi chuyển hóa thành con quỷ thật sự, nhưng trạng thái này của ngươi có thể duy trì được bao lâu? Ta tin rằng chẳng cần bao lâu nữa bản năng của quỷ sẽ nuốt chửng tư duy của ngươi, lúc đó ngươi sẽ biến thành con quỷ thật sự một lần nữa. Không thể không thừa nhận cách làm này của Cao Chí Cường đích thực khiến người khác kinh ngạc. Để quỷ biến thành một bản thân giả tạo để sống thay bản thân mình, Cao Chí Cường thật sự tuy rằng đã chết. Nhưng con quỷ ở lại này sẽ tiếp nhận tất cả của Cao Chí Cường, như vậy Cao Chí Cường sẽ vô cùng đáng sợ, bởi vì hắn đã là một con quỷ rồi. Ta sẽ không để chuyện này xảy ra, ta chỉ cần tiếp tục lừa gạt bản thân thì sẽ không bao giờ cần lo lắng biến thành quỷ một lần nữa. Giọng nói của Cao Chí Cường tiếp tục cất lên. Vãi, năng lực này không phải vô lại sao? Còn có trò này nữa cơ à?
có người nghe được lời này, lập tức trợn tròn mắt. Bản thân lừa gạt quỷ, quỷ biến thành mình, sau đó quỷ tiếp tục lừa gạt quỷ. Lừa gạt hết lần này đến lần khác, cuối cùng tạo nên một con quỷ có tư duy của con người. Thú vị đấy, ánh sáng đỏ trên người Dương Gian càng ngày càng dày đặc. Điều thú vị hơn còn ở đằng sau kia, giờ ta muốn xem thử, có thể giải quyết luôn ngươi ở đây không? Giọng nói của Cao Chí Cường lạnh lẽo không có một chút cảm xúc nào. Hiện giờ bản chất của hắn là quỷ, không cần lo lắng ác quỷ thức tỉnh, không lo lắng cái chết, hơn nữa còn có thể hoàn toàn phát huy được năng lực của quỷ. Dưới ưu thế này, hắn không tin không giết chết nổi một tên Dương Gian. Các bạn vừa nghe xong tập 92 của bộ truyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.